Bệnh viện Da liễu Trung ương, Hội Da liễu Việt Nam tổ chức Hội nghị Da liễu Đông Dương lần 6, Hội nghị Da liễu Toàn quốc thường niên, Hội nghị Nghiên cứu Da liễu lần 2 vào ngày 21 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11 tại thành phố Huế. Ban tổ chức hội nghị bao gồm Bệnh viện Da liễu Trung ương, Hội Da liễu Việt Nam, Sở Y tế và Bệnh viện Da liễu tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham dự sự kiện có Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, trưởng ban tổ chức hội nghị, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sáu, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, Chủ tịch Hội Da liễu Việt Nam, Giáo sư Steven Chu, Tổng thư ký Học viện Da liễu Châu Á cùng đại diện lãnh đạo của các đơn vị da liễu trên toàn quốc và các chuyên gia quốc tế đến từ 30 quốc gia khác nhau trên thế giới. Hội nghị có sự góp mặt của hơn 1.400 đại biểu đến từ các đơn vị da liễu, các hội viên hội da liễu trên cả nước và trong khu vực. Hội nghị Da liễu Đông Dương là hội nghị cấp khu vực được tổ chức với sự phối hợp của hội da liễu các nước khu vực Đông Dương là Việt Nam, Campuchia và Lào và được tổ chức luân phiên 2 năm một lần tại các nước thành viên. Năm 2024, Hội nghị Da liễu Đông Dương lần thứ 6 được tổ chức tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cùng với hai sự kiện quan trọng của ngành da liễu Việt Nam là Hội nghị Da liễu Toàn quốc thường niên và Hội nghị Nghiên cứu Da liễu lần 2. Hội nghị có 2 phiên toàn thể, 16 phiên khoa học, 3 phiên hội thảo chuyên đề và 1 phiên hội thảo tiền hội nghị với hơn 100 báo cáo chuyên môn. Trong đó có gần 30 báo cáo quốc tế là các chuyên gia da liễu đến từ các quốc gia trên thế giới và khu vực như Mỹ, Ý, Đan Mạch, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Đài Loan, Campuchia và Lào. Hội nghị là diễn đàn quốc tế của các cán bộ y bác sĩ chuyên ngành da liễu trên cả nước, trong khu vực và các chuyên gia quốc tế cập nhật, chia sẻ kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực hành, ứng dụng công nghệ mới và nâng cao chất lượng nghiên cứu điều trị trong chuyên ngành da liễu.